Đây là nông dân trồng nho đang phun trị nấm xám cho nho bằng chế phẩm sinh học. Hệ trị nấm gồm có Trichoderma viridis, Saccharomyces và Bacillus subtilis. Hệ trị nấm này cũng đã được sử dụng để trị bệnh nấm thối rễ, thối cành cho khoai lang, dùng để trị nấm cho muống, cho các loại rau như bắp cải, cà rốt, rất là hiệu quả. Rồi cũng đã được dùng để mà trị nấm bệnh cho cam, quýt, nấm thối rễ, cho tiêu, cho bơ, rồi phòng trị nấm bệnh cho lúa hữu cơ. Và đây là vườn mà đang dùng nấm để trị nấm, rất hiệu quả cho nho.